Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video giải sách bài tập của tiếng Anh lớp 6 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta vẫn đang ở giải sách bài tập của lớp 6 nhưng mà unit 4 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sang phần B rồi. Phần B là phần My class là lớp của tôi đó các bạn. À vậy thì cái phần B này thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập số 1. Bài tập số 1 là hoàn thành những cái đoạn hội thoại phía dưới đây. Dễ lắm các bạn những đoạn hỏi thoại này là gần như trong sách giáo khoa các bạn đã được học hết rồi các bạn hiểu hết rồi thì sang cái bài tập thì quá đơn giản các bạn ha ví dụ câu này mình biết là người ta hỏi là gì bạn học lớp nào đúng không which grade are you in đúng không đó à, à. này cái chữ nào thầy viết nói là khi thầy viết rời ra này cho các bạn dễ thấy nha a à này a r e đó các bạn nha nó cái chỗ này nó nhỏ quá cho nên thầy không có viết ra hết được nên nhiều lúc các bạn không có thấy rõ chữ rồi đó là gì? Bạn học lớp nào thì bạn B, bạn A hỏi như vậy. Bạn B trả lời, mình học lớp 6. I am in, in nha, in các bạn nha. I am in grade 6. Đó, mình học lớp 6. Thế thì cái bạn A hỏi tiếp, và bạn học lớp 6 nào đúng không? Which class are you in? Đó, A. Cái chữ A này giống chữ A này. Đây, chữ A này này. Which class are you in? Khi mà bạn B biết được bạn A học lớp 6 thì bạn B hỏi cụ thể hơn, thế bạn học lớp 6 nào vậy? Thì bạn bạn B sẽ trả lời I'm, um, I am in class 6. I, I am in in nha, in nè, in này. Đó. In các bạn nha, in đi nè. Ok. Tôi mình học lớp 6A. Quá dễ các bạn ha. Rồi vậy thì bây giờ mình qua bên này mình hỏi thôi mình hỏi tương tự thôi bạn này bạn học lớp 7b vì đầu tiên chỗ này là which grade đó chữ grade này bạn điền vô vị trí này a điền vô vị trí này you là đây rồi in là đây đúng các bạn đó which grade are you in which grade are you in đó các bạn điền vô nha thầy đã chỉ vừa rồi đó thầy chỉ xong rồi đó thì bạn c bạn hỏi vậy thì bạn d trả lời mình học lớp 7 đúng không? I am I I am in grade 7 thì tương tự giống như bên này này I am in grade 6 đúng không ạ? I am in grade grade 7. Đó, giống như cái cái câu bên này, which thầy hỏi bên này luôn, grade. Are you in đúng không nào? Đó, thì thầy ghi cho các bạn là có bên này hết rồi. Rồi, khi mà biết bạn này học lớp 7 thì bạn C mới hỏi bạn D tiếp thích bạn học lớp 7 nào đó không? Which which class? Này, class. Đó, chữ này này các bạn này. Đây, cái chữ này này, nó class. Which class are are you in, đúng không? Are you in? You in. Đó. You in. You in. Which class Are you in? Bạn học lớp 7 nào? Thì bạn này trả lời là mình học lớp 7B. I am I I am in in class class này là 6A thì đây là 7B đúng không? Class đó chữ này này đó class 7B rồi dễ không các bạn quá dễ đúng không bài tập số 1 này rồi xuống đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành đoạn hội giữa bạn bạn Anh và bạn Loan một bạn thì học lớp 6D một bạn thì học lớp 6F đúng không nào bạn Anh và bạn Loan vậy thì câu này thì mình hiểu là bạn Anh chào bạn Loan xin chào mình tên tên của mình là Anh hello my my name is đây để thầy viết rộng ra cho các bạn dễ nhìn thấy nha đây my Nam is is. Đây. Hello. Hello. My name is My name is An. Rồi, tên của mình là An. Rồi sau khi biết bạn này tên An rồi thì bạn này trả lời xin chào An, mình là Loan. I am. Đó, mình là Loan. Am đây này các bạn này. Am đó, am. Ở. I am Loan. Mình là Loan bạn anh sau khi nói bạn lon sau khi nói bạn tên là lon thì bạn sẽ hỏi bạn anh là bạn khỏe không how are you how are you do hỏi nha đây are you các bạn này are you đó do hỏi how how are you bạn khỏe không bạn khỏe không á thì bạn lon trả lời là mình khỏe cảm ơn bạn còn bạn thì sao mình khỏe là gì ai I'm fine. Thank you. Đây, để thầy viết trọn vẹn câu cho các bạn nha. Đây, thầy viết trọn vẹn câu các bạn câu đó nè. Nha, câu này là I am fine. Đó, I am fine. Rồi, phải. Thank you. Thanks, thank you. Đó. Ok, and and you and đó các bạn phải viết đầy đủ vậy các bạn nha cái chữ thầy nó không được đẹp lắm các bạn chỉ có chỗ nào không rõ bạn hỏi nha I am fine thank you and you mình khỏe cảm ơn bạn còn bạn thì sao đó sau khi hỏi con bạn thì sao thì bạn ăn trả lời sao I am fine I am fine đó I am fine giống chữ này giống ba chữ này Ok bạn nha Mình khỏe I am fine Rồi sau khi hỏi thăm chào hỏi xong hết rồi thì bạn Loan hỏi nè uh, Lon. Loan uh, Bạn Anh hỏi chứ Bạn Anh hỏi Loan ơi Bạn học lớp mấy đúng không nào Vậy thì chỗ này là phải hỏi là sao Which grade are you in Đúng không nào Loan ơi Which này Nó giống như trên này các bạn này Giống câu này Which grade are you in Thì nó tương ứng với câu này Which grade are you in? Đó, các bạn thấy không? Mình không cần viết nữa các bạn nha. Thì bạn hình dung này nha. Loan, which là chữ này. Grade are you in? Are you in? Đó, bạn hình dung đúng không nào? Loan ơi, bạn học lớp mấy vậy? Thì bạn Loan trả lời, I am in. Gì các bạn? I am in grade 60, đúng không? Học lớp 6D. Sau 6D sau này, đó. I am... Đây, I am in đó, in 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 gì grade grade chữ nhỏ quá đó rồi các bạn nhìn vô đây các bạn cái chữ này các bạn hiểu này I am tương ứng với chỗ này là I am đây I am I am này in in đây grade grade đây six six D six D bạn này đang ở lớp 6 D mà đúng nào rồi sau khi mà bạn loan trả lời á là bạn học lớp 6D thì bạn anh sẽ hỏi tiếp. Vậy thì bạn học và 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 lớp nào? À lớp 6 chứ xin lỗi lớp 6 trước chứ xin lỗi các bạn lớp 6 trước. Đây lớp 6 này các bạn ha. Xin lỗi nha. Trả lời lớp 6 chưa hỏi cụ thể lớp 6 nào đâu. Đây mới là hỏi cụ, cụ thể lớp 6 nào nè. Vậy thì xuống như này thì tương ứng với câu này án and, and which class which class đúng không nào? Are you in are you in? Đó các bạn thấy rõ chưa? Thấy phù hợp với trên này chưa? Đây, and and which which class class are are you you in in đó và bạn học lớp 6 nào lúc này mới hỏi là 6 nào thì bạn Loan sẽ trả lời class class 6 a à, cái này là 6 d đúng không class 6D đó học lớp 6D. Thì sau khi bạn Lon trả lời bạn Lon học lớp 6D thì bạn hỏi tiếp thì bạn hỏi ngược lại bạn anh what about you? Thế còn bạn thì sao? What about you Còn bạn thì sao? Thì bạn sau khi hỏi còn bạn thì sao thì chỗ đây bạn phải hỏi là which grade are you in đúng không? Đây, which which grade grade are are you you In, in. Bạn học lớp nào? Bạn học lớp nào? Bạn lon hỏi lại bạn Anh bạn học lớp nào? Thì bạn Anh trả lời là I am in, in gì các bạn? I am in grade six, đúng không? I am in này. Đây, tương ứng với câu này này. I am, I am, I am in, in grade xin lỗi các bạn I am là chỗ này chứ ai này ai này am này viết viết không phải viết tắt nha chỗ này viết tắt thì thầy không viết tắt I am I am các bạn này I am này các bạn am này I am này thì tương ứng này I am great I am à xin lỗi các bạn I am in nữa chứ in phải có in này đây phải có in này đó in in vô cái vị trí này I am in đó I am in I am in great six đúng không nào đó i am in i am in grade six đúng không i am in in luôn in vô đây cho các bạn dễ nhìn thấy đó i am in grade six rồi class 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 six f class đó chữ class này các bạn này đây chữ này này đó là điều vô đây đó đi vô vị trí này class class six f đó mình học lớp 6 lớp 6 f đó như vậy là các bạn hình dung cái 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 đoạn hội thoại của tất cả các bạn đoạn hội thoại của cái bài tập số 1 này không các bạn rất là dễ đúng không nào hy vọng các bạn thấy có ích cho các bạn và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh chia sẻ kênh chỗ nào các bạn không rõ thì các bạn hỏi ha rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều hẹn các bạn các video tiếp theo chào các bạn